Xin chào các bạn, mình là Thường Chuyển Sale. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh, Thường Chuyển Sale là kênh chuyên về kiến thức website, kinh doanh online. Bạn đang không biết cách gắn các nút liên hệ Messenger, Zalo, TikTok, Instagram, gửi email hiển thị trên website của mình, hiển thị post up để tăng khả năng khách hàng nhắn tin trao đổi với cửa hàng và chúng ta có thêm một cơ hội bán hàng và chốt đơn thành công. Và đây chính là video dành cho các bạn. Sau khi các bạn tải login về máy của mình theo hướng dẫn ở phần mô tả có đường link tải login ha, thì chúng ta sẽ cài đặt login mình vào. Ở bên trên admin chúng ta chọn kèm mới và chọn cái tiệp login. Sau đó chúng ta kích hoạt login lên. Sau khi kích hoạt sẽ được đưa đến cái phần dashboard này có cái tên widget. Và chúng ta nhấn vào cái biểu tượng bút chì ha, chọn edit. Nhấn chuột trái vào và chúng ta đến cái tab 1 này. Cái bước 1 đó là chọn cái channel của bạn ha, chọn cái mạng xã hội của bạn để có thể thêm thông tin vào. Chúng ta có thể chọn bất kỳ mạng xã hội nào. Nhưng ở cái bản miễn phí này, các bạn chỉ có thể sử dụng hai cái channel bất kỳ để thêm cái thông tin post up liên hệ ở trên website của mình. Và điều đó sẽ có thêm những cái chức năng ở tab 2, tab 3 thì chúng ta cũng bị hạn chế ở cái bản cơ bản này. Ở cái bản Go bây giờ chúng ta sẽ cần upload cái file chatty Go lên website của mình. Ở chúng ta nhấn cài đặt ha. Sau khi đợi cài đặt thì login sẽ báo cái file đã tồn tại ha. Bây giờ chúng ta cần thay thế cái bản hiện tại với cái bản đã tải lên, vì cái bản vừa tải lên đã có kích hoạt cái slide and key. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ website nào ha. Đó, đã kích hoạt tự động rồi. Chúng ta kích hoạt login là có thể sử dụng lại và load lại cái trang lúc nãy. Và bây giờ chúng ta đã không còn cái chữ là ultimate bị giới hạn ở hai cái mạng xã hội nữa. Chúng ta có thể vô tư thêm nhiều mạng xã hội mà mình muốn. Ví dụ như Call, Telegram, Google Maps, Email, LinkedIn, WhatsApp, Instagram. Hoặc có thể thêm một cái đường liên kết bất kỳ ha. Ở đây không có Zalo thì chúng ta có thể chọn đường liên kết bất kỳ và thêm cái logo của Zalo vào. Số điện thoại chúng ta ha, cộng 84. Đó, chúng ta điền hết mấy cái thông tin username của mấy mạng xã hội khác. Ở đây có cái phần review là cái phần xem trước. Đó, có cái nút này là nút 2 thì chúng ta sửa lời hình tiếng Việt ha, là ẩn, giấu đi, ẩn. Sau khi đã hoàn thành thì chúng ta nhấn save để lưu lại những thông tin nãy giờ. Sau khi nhấn save lại, chúng ta bước tiếp đó là cái test 2. Hôm nay chúng ta chưa có đặt tên ha, chúng ta quay lại tab 1 đặt tên. Đặt tên là kênh test 1 đi ha. Đó. Thì chúng ta có thể tạo được nhiều cái mẫu liên hệ cho từng trang mà chúng ta muốn hiển thị cái liên hệ này. Ở phần custom màu sắc thì chúng ta chọn màu sắc ha, còn không thì giữ nguyên. Position chọn vị trí. Rồi call to action ha, chúng ta sửa là hình tiếng Việt là liên hệ chúng tôi, hoặc dài quá chúng ta có thể để là liên hệ. Position này chúng ta có thể custom position là chỉnh sửa lại cái vị trí đó. Khoảng tránh cho so với cái đáy này đó. Còn cái slide position so với đáy ha, chúng ta có thể thay đổi kích thước và nhấn lưu lại và xem ở cái giao diện xem trước ở bên cạnh để xem nó thay đổi như thế nào. Màu văn bản, nền lời kêu gọi ha, hành vi gọi hành động, ẩn sau lần nhấp đầu tiên hay là hiển thị mọi lúc mọi nơi. Tiếp theo là phần hiệu ứng. Chúng ta có các hiệu ứng khác nhau ha. Chúng ta chọn và chúng ta xem bên cái phần review của phần xem trước này. Đó. Xem coi cái hiệu ứng nó có ở trên giao diện người dùng như thế nào thì mình chọn theo cái sở thích của mình. Đó. Tin nhắn đang chờ xử lý, chúng ta tắt hoặc mở nha. Biểu tượng
bốn biểu tượng default mà login cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn cái icon biểu tượng chat khác để tải lên. Chọn cái phông chữ ha, chọn audio, rồi Google Analytics chúng ta bật lên để xem coi có bao nhiêu người truy cập vào để xem cái lượt view. Còn cái tab 3 là trigger and targeting này thì chúng ta có thể để mặc định ha. Đó, ở phần này chế độ xem chúng ta có thể chọn chế độ xem ngang hoặc xem dọc. Trạng thái mặc định là bấm để mở hay là chứ di chuột vô chưa bấm gì hết là sẽ tự mở mấy cái icon này ra ha. Đó, chúng ta tùy chọn theo cái mong muốn của mình. Rất là tiện dụng. Tôi thì tôi chọn di chuột để mở đi ha. Đó, thời gian on, bật on lên hiển thị sau mấy giây hết truy cập vào cái trang của mình. Đó, xong rồi đếm ngược 3 giây là cái pop up liên hệ sẽ mở lên. Rồi lập lịch ngày giờ hiển thị trên các trang nào ha. Nhắm mục tiêu vào các quốc gia mà chúng ta muốn hiển thị. Không, chúng ta để hiển thị tất cả các nước nha. Đó. Chúng ta có thời gian chúng ta tạo nhiều cái mẫu lên. Mỗi cái quốc gia chúng ta có cái phần liên hệ khác nhau. Thì như vậy nó sẽ tối ưu hóa, cá nhân hóa khách hàng của mình hơn. Đó, còn đây là giao diện phong end mà khách hàng truy cập sẽ xem được ha. Chúng ta nhấn F5, đó, gây chuột vào là mở ra ha, nhấn chuột trái là giấu vào, đó, rất là tuyệt vời. Vậy chúng ta đã xem qua phần nội dung hướng dẫn của video. Cảm ơn các bạn đã like, bình luận và đăng ký kênh. Mỗi tuần khi có video mới, YouTube sẽ thông báo đến các bạn. Nếu như các bạn có ý kiến và góp ý cho kênh Nguyễn Sale hoặc có điều gì không hài lòng, hãy để lại một bình luận ở dưới video này. Mình sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các bạn để mỗi video mới đăng lên kênh ngày một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với mình qua Facebook, Zalo, TikTok và Instagram để có câu trả lời sớm nhất. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.